lạc đà ha. Quá chừng luôn á. Bên đây chưa đi. Trời ơi, cái gì vậy? Con lạc đà hai bú. À, trưởng thành có chiều cao 225 đến 350 cm, trọng lượng 600 kg đến 816 kg, có lông mi dài, mũi có khả năng bịt kín, tránh bụi trong bão cát, phân bổ các vùng sa mạc của châu Á và Bắc Phi, sinh thái sống bầy đàn, giỏi trong việc chịu sự biến động lớn về nhiệt độ từ thấp -29 đến 40 độ, có thể sống mà không có nước trong nhiều tháng, có thể uống một lúc tới 57 lít nước. Tuổi trưởng thành, sinh thành thục sinh dục 3 tới 5 năm, thời gian mang thai kéo dài khoảng 13 tháng. Lạc đà hai bú, hai con. Ở dòng kia có hai, có mấy con gì nữa đó, ba con gì nữa đó. Ba con gì không biết ha. Ở đó cũng xa, qua sau đi. Để mình qua đây lại ha. À, ở bên đây á, hồi nãy dưới kia á, mình tưởng nó là cách ly, thực ra nó không phải ha, nó có hướng đi lên. Nó là con sói xám, giống chó nhà. Thôi, mình qua điêu mới ha.